Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng ấy, trông BD, trông trắng ấy, trông BD. Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không, bạn hình như cũng yêu con gái mà. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt. Mọi người mới chơi cái trò nói thật. Thì mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Ừ. Là Ki bảo Ki có. Ồ, là đúng lúc say thì hỏi. Dạ, hai gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai đứa. Chào hai đứa cứ ngồi nghe. Em nhận ra rồi đó. Hai bạn này là chị một cũng nhận ra rồi ca đó. Sĩ rất là nổi tiếng. Lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Mai Anh. Con bây giờ là 29 tuổi. Nghề nghiệp của con, nghề chính thì là làm mẹ, còn nghề phụ thì là vợ của ca sĩ ạ. Đó. Dạ, đầu tiên thì cho phép Cheki cũng như là con xin được gửi tới cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Trước tiên thì Cheki là một ca sĩ, hiện tại bây giờ đang làm ca sĩ tự do ạ. Con cũng như vợ con là hiện tại bây giờ cũng 29 tuổi ạ. Mới 29 xuân nữa ạ. À vậy hả? Trời ơi, cô rất là muốn con tặng cho cô, chú Thuận cũng như là tất cả các bạn ở đây một cái bài hit của con đi. Bài Đừng Như Thói Quen. Ui, không biết luôn ạ. Trời, biết sao không? Dạ, chắc là con xin phép được hát một cái điệp khúc ạ. Đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những giấc xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Hay quá. Chú nhớ con thời á, chú đi game show đó, nó có một câu á, dành tất cả thanh xuân để chơi game show. đây là một bản hit mà đã đạt được triệu, hình triệu như view là á. Cả trăm triệu view. Dạ. Đúng không? Trên YouTube. Dạ. Đây là một ca khúc rất là thành công. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại thời gian đi. Đúng rồi. Quay trở ngược lại thời gian. Ngược thời gian. Không biết rằng là các bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Cái lần đầu tiên gặp nhau của bọn con thì nó cũng hơi buồn cười một xíu. Lần đầu tiên con cũng chia sẻ cái này với mọi người, chưa kể cái này bao giờ. Cái hồi đấy là bọn con chơi chung một hội bạn, nhưng mà là hai nhóm riêng, hai tốp riêng. Thì là cái tốp này đi chơi trước, thì là mọi người mới bảo là con cũng lâu quá con chưa có người yêu, mà Ki cũng lâu quá rồi cũng chưa có người yêu, thế là hai đứa thì đều cô đơn. Thế là bạn con mới bảo là hai đứa này có tính cách khá giống nhau thì hay là thích xem thời sự, hay là giới thiệu chúng nó cho nhau để chúng nó xem thời sự với nhau. Thế là bạn con mới bảo là bây giờ sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nó gặp nhau. Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không, đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế. Đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Nhưng mà trước đó là con đã nghe bài của bạn chưa? Con đã biết bạn. Tức là con cũng có biết bạn là ca sĩ chứ con cũng không có ấn tượng gì lắm. Con có bạn con đi quay chương trình game show với cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng ấy, trông BD, trông trắng ấy, trông BD. Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không, bạn hình như cũng yêu con gái mà. Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Thế còn Jay thì sao nào? Lúc đầu khi mà con gặp bạn này thì bạn ngồi trong góc, bạn không nói gì hết, bạn cứ nhìn. Xong đến cái khi mà bọn con ngồi nói chuyện, sau khi mà chặt gà xong ngồi xuống nói chuyện, ăn uống với nhau, có uống vài chén thì lúc đấy bắt đầu bạn nói chuyện. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện của bạn nói thì tất cả mọi người đấy đều không ai hiểu cả. Bởi vì là bạn nói rất là chậm, đến cái khi mà bạn nói xong thì ở đấy cũng mỗi mình con hiểu thôi. Vậy cho nên là xong rồi, tất cả mọi người bảo là chắc hai đứa này sinh ra dành cho nhau. Sau hôm đấy thì bọn con cũng bình thường thôi à. Bọn con cũng có đi chơi chung với một hội bạn rất nhiều ngày nữa, vài tháng thì là
bọn thì là có sinh nhật con. Đến sinh nhật con thì là con mới được bạn thân của bạn này nói chuyện, chạy qua nói chuyện con là chị ơi, nói chung là anh Ki thì kiểu cũng hay buồn lắm, ở nhà kiểu hay thơ thẩn, hay ngủ đêm thức ấy ạ, để kiểu sáng tác hay làm gì thì con cũng không biết, mà ý là thời gian rất là lẫn lộn, mà ăn uống thì lung tung. Xót thương đấy, cho cái hoàn cảnh của cô kiểu, Ki. Kiểu ý là thấy bạn thấy là bạn này kiểu bị cô đơn quá ấy. Thế là nhờ con là kiểu nói chuyện, giao tiếp với Ki nhiều hơn để nhỡ chẳng may mà có hợp nhau. Thì là sau hôm đấy thì con cũng biết thế thôi. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt, mọi người mới chơi cái trò nói thật, mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không. Là Ki bảo Ki có, có. Là đúng lúc say thì hỏi. Nhưng mà say là người ta nói thật nha. Những người khi say là thường nói thật. Rồi đến khi nào thì mới có những cái buổi hẹn hò thân mật với nhau? Sau một vài lần khi mà bạn thấy thương cho cái tình trạng của con quá thì bạn bắt đầu nấu cơm gửi sang, bởi vì là bạn thấy là suốt ngày đi ăn ở dưới ấy, mua đồ ăn sẵn về ăn. Sau một thời gian thì bọn con hẹn nhau đi xem phim. Lúc đấy thì xong bắt đầu con cũng có ngỏ lời là cho mình tìm hiểu bạn. Thế rồi có bạn có nhận lời liền không? Không, không. Thế á? Thế con bị mất bao nhiêu lần thì bạn mới đồng ý? Một lần đấy thì rất là lâu luôn đấy. Cũng là vài tháng đấy ạ. Hình như là tầm khoảng 5 tháng hay sao, 5-6 tháng gì đấy. Dài hả nha. Xong rồi đến lúc đấy là con có được mời đi một cái game show về tình cảm. Hẹn hò. Con thấy im lâu quá rồi thì là con đi thôi. Thì sau thì tự nhiên bài xuất hiện. Bọn con cũng có hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà trước khi mà quen bạn ấy là con giống như là bị mất niềm tin tình yêu ấy ạ. 3 năm trời con không quen ai cả. Ngày xưa còn có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng luôn. Không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi. Mà tại sao con lại thay đổi cái suy nghĩ của mình? Có phải là do là con bị bạn này chinh phục không? Dạ không ạ. Thì tức là con suy nghĩ khá là nhiều. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy thì con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng. Thì là mình sẽ tự cho mình một cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy thì lúc đó cái cảm xúc con là sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đây. Nhưng mà vui không con? Có ạ. Vui hồi hộp đúng không? Thật ra lúc đấy con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây? Hay là vì mình? Ngay từ khi mà con nhìn thấy, con quay lại con nhìn thấy thì con thấy là phải lên thôi. Phải lên để nó tỏ tình thôi chứ không để cho bạn chọn ai khác. Và khi tỏ tình trước tất cả mọi người thì lúc đó là sao? Thật ra là lúc đấy con cũng là một người kiểu cũng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Nên là con biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Đấy là cái khi mà con lên như đấy nói bạn thì xung quanh đấy không có ai hết, chỉ có mình con là bạn thôi. Khi mà con đã xác định là con sẽ tham gia cái chương trình đấy thì là con sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình trước là mình sẽ nói gì, mình sẽ như thế nào, xong rồi lên đến nơi thì con cũng quên. Nói chung con cũng hơi xúc động ấy ạ. Nhưng mà sau đó là có trao nhau một nụ hôn không? Lúc mà cắt máy rồi thì lúc sau bọn con ôm nhau ở trong cánh gà. Sau cũng có thơm lên trán bạn. Thơm lên trán thôi. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của tụi con là ở đâu? Nụ hôn chính thức của hai người yêu nhau á. Còn nhớ nhất cái cảm xúc cái lúc mà hai đứa chạm môi nhau ở trong rạp chiếu phim. Cái lúc đấy là kiểu cảm giác kiểu hai đứa đang kiểu mân mê để được chạm vào tay nhau một tí thôi á. Xong rồi tự nhiên quay sang cái thì bạn ấy cũng quay sang, thế sau đấy con luôn mạnh dạn luôn. Nhưng mà lúc đấy là chưa chính thức quen nhau ạ. Lúc đấy là bạn vẫn thích con thôi ạ. Nhưng mà gia đình hai bên có ủng hộ không? Dạ, gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Rồi sau đó là bao lâu mới cưới? Sau đó thì cũng khoảng vài tháng ạ. Thì là bọn con cưới nhau. Là bây giờ đã có một em bé rồi? Vâng ạ. Con có một em ôi, bé rồi. Mới đây thôi à? Còn chưa được tổ chức đám cưới nữa. Vâng ạ. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng, lúc đấy là do dịch cho nên bọn con cũng chưa tổ chức được. Bạn còn trẻ quá, quen nhau nói chung cũng
cũng mới thôi chứ cũng không lâu. Nhưng mà không biết là về ở với nhau rồi thì có nhiều tật xấu nó lòi ra không con? Nhiều chứ ạ. Ờ, nhiều. Đứa nào kể trước đây? Nhất là con. Con không cần tự thú trước bình minh, tự động sẽ có người khui ra. Kể đi Mai, bữa nay cho fan có khi biết luôn. Nói chung là chồng con thì trước khi mà quen nhau thì là con gọi một cái là kia sẽ lên đường luôn. Đi ra ngoài búc xe ngay lập tức. Còn bây giờ thì con mà bạn đi ra ngoài thì chồng con sẽ phải chuẩn bị quần áo này, giày dép này, phụ kiện, mũ trang các kiểu. Nói chung là rất là lâu, khoảng tầm nửa tiếng, còn lâu hơn ở con nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nói với con một câu là em cứ vào chuẩn bị đi, anh xong rồi. Đấy, nhưng mà xong rồi con vẫn phải chờ 30 phút nữa. Tức là chồng con thì sợ là đi ra ngoài là phải giữ hình ảnh. Cho nên là chồng con luôn luôn là rất là kỹ lưỡng. Thôi cái đó cho phép, cái vâng. Nhưng mà ý con là lúc mà con bảo chuẩn bị thì không chuẩn bị, mà con chuẩn bị xong rồi thì mới bắt đầu ấy ạ. Thì đó là đề đó. Nhưng mà đi ra ngoài thì chỉnh chu, nhưng mà ở trong nhà thì sao? Ở trong nhà thì lôi thôi như nhau ạ. Lôi thôi như nhau ạ. Hai đứa con đều lôi thôi ạ. Không, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì để xả mà. Không phải ca sĩ mà xả đó con. Chứ bây giờ đóng thùng đóng hộp nhiều quá mệt lắm. Thì ra ở nhà là sướng nhất. Ở nhà là cứ xả ra. Vâng, hôm nay nhìn con như này thôi chứ ở nhà con cũng đồ bù tóc rối lắm. Con cũng chỉ có thời gian dành cho con là hết ngày rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Có hay cáu không? Có ạ, nói chung là thỉnh thoảng sẽ bị kiểu hơi khó tính ạ. Hơi cáu gắt ạ. Mà cáu gắt với ai? Cáu gắt là vì bọn con là sinh con xong rồi không có nhiều thời gian dành cho bản thân này, không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho nên là bị hơi stress, hơi kiểu khó chịu với người kia một tí. Thì sau nói chung là bọn con sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ngay lập tức. Sẽ nói chuyện với nhau là tại sao lại như vậy. Nó hay cáu hơn so với cái lúc mà đang chưa quen con. Nhau Vâng. Thế con ơi, vâng. Stress lắm, nuôi một đứa con không đơn giản. Vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ có mong muốn khi thay đổi điều gì không Mai? Dạ, thật ra là không ạ. Tại vì là bọn con chấp nhận tất cả những cái điều đấy. Cho nên là con với Kỳ thì không mong muốn là người kia phải thay đổi gì cả. Con chỉ muốn là ý là cái đấy nó bớt đi một chút thôi ạ. Không biết anh Kỳ này anh có lãng mạn không ta? Chồng con thì không phải là một người kiểu quá lãng mạn, nhưng mà chồng con sẽ không lãng mạn bằng hành động, nhưng chồng con sẽ lãng mạn bằng lời nói. Đến một cái ngày kỷ niệm hoặc là một cái ngày lễ gì đấy mà chồng con mà không mua quà hay là không biết con thích gì thì chồng con sẽ nói chuyện với con hoặc là nói những cái lời yêu thương. Cũng ổn ạ. Nói chung là tùy người, có người thì nói, có người thì hành động. Vâng. Nhưng mà thực ra khi mà đã là vợ chồng rồi á, thì nói mình thấy vẫn thích. Tại con cảm thấy là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự kết nối với nhau. Và đấy, nhất là cái khi mà nói chuyện được với nhau thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Đấy, đúng rồi. Đôi khi nói chuyện theo kiểu đúng nghĩa là bạn bè chí cốt nữa thì lại càng sướng nữa. Rồi bây giờ tới khi đó. Cô ấy như thế nào? Nói chung là sau cái quãng thời gian sinh xong thì vợ con bắt đầu cũng hơi càu nhàu. Thi thoảng hay càu nhàu chuyện linh tinh ấy, kiểu là bị khó chịu trong người ấy. Lúc đấy đầu cũng đang bị bốc hỏa cho nên là suy nghĩ sẽ không được thoáng, không được thoải mái nên là cũng rất dễ cáu. Nhưng mà mỗi lần cầu nhau như vậy có khiến con cảm thấy khó chịu không? Tất nhiên là lúc đấy con sẽ khó chịu. Và con phản ứng là như thế nào? Thường thì là con sẽ nói ngay lập tức luôn lúc đấy bởi vì bọn con không có cái khái niệm là sẽ mỗi đứa là đi vào một góc, mà là từ trước giờ là có vấn đề gì là sẽ nói ngay lập tức lúc đấy để giải quyết ngay lúc đấy, thì nó sẽ không có những vấn đề tồn đọng. Thì mối quan hệ nó sẽ luôn luôn thoải mái. Ok, quá hay. Con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Chắc là cái điều mà con mong muốn nhất là bớt cào nhào đi thôi, nhưng mà cái đấy phải cần thời gian. Tại là bây giờ cũng đang trong... Nhưng mà tự dưng cào nhào nó phải có lửa mới có khói. Nói chung là nhiều lúc con tự cảm thấy ngứa mắt thì con cũng cào nhào. Con có nói sai đâu. Ví dụ như là để không đúng chỗ cái này cái kia thì con cũng kiểu cảm thấy khó chịu ấy, tự nhiên con cảm thấy trong người khó chịu thì con cào nhau thôi. Nói phải nói. Vâng. Xong rồi nhưng mà chẳng may mà cái lúc đấy mà chồng con mà cũng khó chịu là chồng con với con là cãi nhau luôn. Cô nói con nghe, thường phụ nữ á, lúc mà sau sinh á, là khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm đổ lại là cơ thể chưa có lấy lại được vóc dáng. Cho nên nhiều khi mới hay có cái chuyện cầu nhau hay là hay có những cái chuyện mà khó chịu hoặc là tủi thân khóc lóc. Chứ còn con là dáng của con á,
là chuẩn của một người chưa bao giờ sinh luôn. Nhưng mà đôi khi vẫn bị stress xong rồi tự buồn, nhìn gương tự buồn bởi vì là bị gầy quá. Nói chung con cũng bị stress là vì con bị tụt cân ấy ạ. À. Vâng. Tức là khi mà lên bàn đẻ là con 49 cân. Mà cái thời gian vừa rồi không có ai giúp đỡ thì con còn 40 cân. Trời ơi. Vâng. À. Xong rồi bây giờ thì con lên lại được khoảng tầm 42, 43 cân. Thôi cố gắng lấy lại ạ. Lấy lại phong độ khoảng 45, 46. Đúng rồi, chị là đẹp 45 nhất. Thôi, 45 thôi à. Con. Tức là nếu như mà gầy quá thì con cảm giác là con bị yếu ấy ạ. Ừ. Con không có sức để làm gì cả. Đúng rồi. Nhiều lúc con đứng ở trước gương mà con kiểu hơi sợ. Bởi vì là con nhìn thấy hai chân con bé quá. Con không dám soi gương luôn. Xong rồi cứ ai mà nói đến chuyện là kiểu con không chịu ăn hay là con kiểu giảm cân thế này thế kia, con bị tủi thân ấy. À. Con khóc luôn. À. Vâng. Con đừng có suy nghĩ về cái việc mà con bị ốm nữa, ừ. Con bị gầy nữa. Ừ. Cảm ơn hai vợ chồng Kim và Mai Anh đã đến với chương trình. Dạ yeah. Vâng ạ. Cũng cái duyên đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1.000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Sau nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó, ở dưới quê mà chị, đối diện đầm ruộng, mũi nó cũng chích. Chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo này. Và mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Giống như Nguyễn. Xin chào hai em. Dạ, em chào. Trời ơi, mới bước ra tưởng diễn viên Kim Huyền không à. Ờ vậy em biết chị không? Kim Huyền không? Cái chị nhỏ nhỏ con. Đúng rồi, nhỏ nhỏ đó. Dạ. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Đỗ Thuận. Em tên là Huỳnh Thế Hiển, em đang kinh doanh và phát triển thương hiệu gạo. Rất vui được đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và đây là Hiển của em. Thế là Hiển ở đâu? Dạ, bên em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hiển nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Thôi con mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huyền Trân, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là luật sư tư vấn về doanh nghiệp. Cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau năm lớp 11. Mà thật ra là cũng không có gặp nhau, mà lúc đó là em thì em học A1, bạn học A4, tức là tụi em học chung trường cấp 3. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, tụi em ở Gò Công, Tiền Giang luôn á. Dạ, em với bạn có một cái bạn chung. Hiển thì chủ đích là muốn nhắn tin cho cái bạn đó. Hồi xưa cũng là cơ rớt năm cấp 2 nhưng mà không có quen nên là lên cấp 3 thì mới liên lạc lại. Hồi đó thì điện thoại di động nó cũng chưa có phổ biến á. Tụi em cũng mới xài và Hiển nhắn tin cho em là Bê ơi, Hiển nè, có khỏe không? Là Trân ơi, Hiển nè đó đúng không? Lúc đó em nghĩ là như vậy. Thì lúc... cũng tên là đồ chữ cái tên là T luôn. Dạ, đúng rồi, lúc đó em nghĩ là bạn bạn Thảo. Dạ đúng rồi. Bạn Thảo là bạn của bạn Trân. Dạ. Ủa nhưng mà là Hiển cũng có số của bạn này luôn. Dạ, không, mất liên lạc của với đúng bạn rồi, Thảo đúng bạn rồi. Nhờ qua điện thoại của bạn Trân. Còn em thì em tưởng bằng này là bạn Hải lớp em, cho nên là hai đứa nhắn tin qua lại. Thì hôm sau bạn hỏi là hôm nay có đi học không tê, dạo này sao rồi. Cái em mới thấy là ủa sao có gì đó sai sai, học chung lớp với em thì tại sao lại hỏi là có đi học không mà còn hỏi là dạo này sao nữa. Em mới nói là ủa vậy Hát là ai vậy. Em bạn này nói là ủa Hiển nè. Hiển nè. Thôi. Ồ. Sau khi phát hiện là nhắn lộn tin rồi sao nè? Dạ thì lúc đó nghĩ là thôi cũng cái duyên đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1.000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Nhóm lại là do tiết kiệm, sao uổng. Uổng, hết 100 tin nhắn. Dạ. Nhắn xả vàng luôn, ai ngờ dính luôn. Ai ngờ dính luôn. Sau đó thì bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là quen hẹn nhau. Hẹn hò nhau lần đầu tiên á. Tụi em quen thì cũng lâu, mà thời gian hẹn hò chính thức á, xác định chắc ngày hôm ngày sinh nhật của Trân. Ngày hôm đó thì em có ra ngoài nhà Trân, cũng trời mưa tối phập phùng, em thì cũng có chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trân. Thằng bạn em nó chở em đi từ nhà em ra nhà Trân cách khoảng 5 km thôi. Hôm đó là ở ngoài em là ngoài đồng trống á, cũng vắng vẻ lắm mà cũng sợ ba mẹ em phát hiện. Cho nên là anh bắt cái thằng đó ở nút cái lùm tút đằng xa, còn ảnh đi bộ vô. Xong hai đứa em tặng quà thì em cũng có chuẩn bị là cầm dây chuyền, xong cầm dây chuyền nhỏ là trao qua cổ, xong rồi em hôn Trân. Cái tuổi đó mà sao
ông giàu dữ vậy? Là di chuyển bằng bạc thôi. Ủa, lúc đó là tụi em là học lớp mấy rồi? Lớp 12. Dạ, lớp 12. Mới 12 mà sao giàu quá vậy? Di chuyển bạc thôi mà. Trời ơi, nhưng mà di chuyển bạc mất tiền nhiều lắm á. Đúng là cái tư tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Dạ. Anh không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ mà anh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đầu đời của em. À, tức là tại vì bạc đó nó mới xứng tầm với cái nụ hôn đầu đời khi mà anh đi cướp của người ta. Tức là ăn khế trả vàng đó. Dạ, dạ, đúng rồi. Rồi sao? Được không? Thì cũng được. Sau nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó. Ở dưới quê mà chị, nói chuyện đầm ruộng, mũi nó cũng chích. Mà thằng bạn em á, thì nó nằm trong lùm, núp trong lùm á. Nó chào. Xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Nó chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Mình say nhau, nhưng mà tội nhất là bạn á. Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Chắc về mặt phim ảnh á, thì hơi lãng mạn đúng không? Dạ. Nụ hôn đầu đời ở cái chỗ đồng không mông quạnh mũi mồng ngay mồng phới luôn á, nhái đồ rồi dạ, cổ vũ đồ. Tụi em đứng đó chó sủa dữ lắm. Tính tới luôn đi. Dạ. Tính từ cái nụ hôn đầu tiên là hai đứa chính thức quen nhau, rồi đến bao lâu thì mấy đứa mới cưới? Tụi em có một lời hẹn 10 năm. Wow. Ủa tại sao lại tới 10 năm dữ vậy? Tụi em định hình là phải trở thành một người có công ăn việc làm tốt, dạ, rồi có thu nhập thì mới kết hôn. Và em rất là mong muốn là có một cái đám cưới thật là hoành tráng lung linh như ý. Dạ. Và phải bằng tiền của mình, cho nên là phải có một cái thời gian để chuẩn bị cái điều đó. Vậy anh đoán nha, chắc tụi em cũng mới cưới thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới cuối năm 2020. Như vậy là các bạn quen nhau là lúc đó các bạn 17 tuổi, hẹn nhau 10 năm mới cưới. Dạ, tức đúng. Là đến 27 tuổi các bạn mới đám cưới. Dạ đúng. Như rồi. Vậy các bạn chịu không nổi, các bạn đã cưới sớm 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng tại rồi. Vì quen á là quen đầu năm 2020. Đó coi ông tính dữ vậy, tính dữ không? Đã quen nhau 9-10 năm thôi cũng được rồi. Dạ. Coi như trong suốt cái thời gian mà hai đứa quen nhau là gần 9 năm rưỡi á, cứ êm đềm vậy hay có sóng gió gì không? Đó. Có kẻ thứ ba nhảy vô nhảy ra không? Ừ. Kẻ thứ ba thì không bao giờ có. Nói chung là có gặp khó khăn gì không? Đó. Dạ. Nếu mà khó khăn thì có. Dạ, khó khăn thì có lẽ là thời điểm mà sau khi tốt nghiệp của Trân và em thì chỉ tốt nghiệp khoảng 1 năm vì em nợ bằng anh Văn. Trong quá trình đó thì vợ chồng em cũng có hay xảy ra cơ bản là xích mích về buồn vui về việc Trân đi làm, Trân tiếp xúc với mọi người. Em thì ghen không, em không ghen, em thì lại là vui chơi nhiều hơn. Em chỉ học anh Giang thôi. Thời điểm học anh Giang có 2-3 ngày, thời gian còn lại thì hầu như là em đi chơi. Đi vui chơi. Đúng rồi, đi vui chơi. Ham chơi. Dạ đúng, hơi ham chơi. Khúc cuối tốt nghiệp đại học thì Trân nhìn đi nhìn lại các bạn bè xung quanh ra trường có tiền, trong khi đó em hơi bị èn cái khúc đó. Trân có động viên, có chia sẻ với em là không có bằng tốt nghiệp thì vẫn đi có thể đi xin việc được. Hồi xưa em cứ nghĩ là có bằng tốt nghiệp mới đi xin việc được. Thì bảng điểm đã đầy đủ hết rồi, nhưng mà chỉ thiếu bằng anh Văn. Nhờ Trân động viên thì em nộp CV, Trân viết CV cho em nộp CV lên một công ty. Thì cũng cơ may mắn là cơ duyên là có thể là năng lực cũng cơ bản bản thân thì nộp CV với CV công ty ban đầu phỏng vấn thì em đậu luôn. Dạ em chém gió CV nhiều. Bên công ty làm đẹp em cũng rất tự tin rồi lắm. Tự tin cơ bản rồi nhưng mà chưa hài lòng với công ty đó. Thì mong ước của em là tìm một công ty nào đó liên quan tới ngành lương thực thực phẩm để em phải về phát triển chung của gia đình em. Dạ thì 1-2 tháng làm mà bên kia có một công ty phỏng vấn đầu ngành của ngành gạo, em cũng đậu vào rồi. Bây giờ, bây giờ đã vô tới cái hôn nhân nè, có nghĩa là cái loài ra quen cái nhau 10 năm nè, ở bên nhau là 4 năm 5 năm 2 năm là coi như là cái là vợ chồng với nhau. Bao nhiêu tật xấu nó có lòi ra hết không em? Dạ thì thật ra em với ảnh thì ở chung nên em cũng chấp nhận được hết mấy tật xấu của ảnh rồi. Thì từ từ tụi em sửa với nhau, góp ý với nhau. Mình vô thẳng luôn đi em. Nó là không bị vô thẳng vô luôn, không có những tật xấu gì, tật xấu bộ không, rồi có nhậu nhẹt không, có mê game không, đi ăn vặt vô địch luôn á. Vậy hả? Ví dụ nào? Ăn vặt dễ thương mà chị cũng ăn vặt mà. Không, dạ, nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình chị. Ví dụ như ảnh đi đá banh về khoảng 8-9 giờ á, là ảnh sẽ xách bánh kem, đậu hũ, bánh tráng trộn, cháo ớt gì đó, rồi bắt đầu ảnh gọi năn nỉ là em ăn với anh đi, anh buồn quá. Xong kéo đầu là mình thì có lúc mình cũng giảm cân mà ảnh cứ vậy đó. Tức là gì nè, nếu mà ăn thôi một mình không nói, nếu mà cuối cùng em có ăn không? Ăn có. Sao mà ăn? Em không đặng. Vậy đúng em không? Dụ chị thử chị ăn không? Thôi, em chỉ mà để chị dụ em có ăn cũng ăn à. Vậy. Rồi bây giờ còn thằng gì nữa nào? Chưa có con, rồi buổi tối về thì cũng không muốn làm gì. Nên là đôi khi ảnh cũng có thích đi chơi với bạn. Thì ảnh nghĩ chuyện đó rất là bình thường. Ảnh không bao giờ ngăn cản em đi chơi và cũng không có bao giờ hỏi em
em mấy giờ về hết. Anh cũng nghĩ là chuyện đó rất là đương nhiên. Hai đứa chưa có con à? Dạ chưa, tụi em chuẩn bị có. À chuẩn bị có con. Mong muốn thay đổi luôn đi. Bây giờ sẵn vậy vợ mong muốn chồng thay đổi điều gì đó hoàn hảo hơn. Dạ, so với anh của 10 năm trước thì mọi thứ nó đã đi theo cái hướng mà em mong muốn. Tất cả những cái kế hoạch mình mơ ước thì nó đều đã thành sự thật hết rồi. Bây giờ thì mình biết viết tiếp chương tiếp theo 10 năm nữa thì sẽ có những cái vai trò mới làm cha làm mẹ. Em hy vọng là anh sẽ nỗ lực nhiều hơn vì gia đình của mình và để tâm nhiều hơn tới cảm xúc của em. Có đôi khi là nếu mà em trở thành mẹ thì có thể là cảm xúc của em nó sẽ vượt tầm kiểm soát của em vì có những áp lực, có những cái sự thay đổi về bên trong cơ thể. Thì anh hãy hiểu và quan tâm đến em hơn. Nó trước đó nữa, đừng vô tâm nữa. Đó. Rồi bây giờ tới Hiển đó. Vợ em thì nếu có tật xấu thì em nghĩ là chứng bệnh hoàn hảo của anh. Và em cũng lên kế hoạch, thí dụ có đi đâu, làm gì phải lên kế hoạch từ chi tiết, chi tiết, chi tiết. Nếu mà quá tốt. Cái gì nó không đặt như kế hoạch đó, thì vợ em buồn. Mà tự phải buồn không có đưa ra giải pháp khác à? Luật sư mà em lên kế hoạch hết trơn rồi, chi tiết chi tiết mà anh vẫn buồn. Nhưng mà vẫn buồn nên nó bớt đi sự hoàn hảo đi một tí. Bớt hoàn hảo đi thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng rồi. Em thấy mọi thứ không hoàn hảo thì em tự buồn vậy đó. Chứ thực ra thì nó cũng có gì để đáng buồn đâu. Thật ra này thứ là tốt hơn so với bình thường. Dạ. Bây giờ mong muốn cái gì? Dạ mong muốn thì vợ em bớt đi sự hoàn hảo tí thôi. Bớt đi cái sự hoàn hảo xí thôi. Rồi bây giờ hôm nay nhân sự kiện mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, Hiển có cái điều gì muốn nói với vợ hay không? Em cũng biết rồi. Trong khoảng cái thời gian qua thì từ ngày lấy em thì anh cũng đã cơ bản là về mặt kinh doanh, mặt tài chính thì anh cũng cố gắng sắp xếp để hỗ trợ cho gia đình chúng ta sau này. Mong là hai vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Dạ. Giơ tay ra. Trời ơi. Trời ơi, thiệt rồi. Đã đến lúc rồi, các em cần phải có thêm một thành viên mới trong gia đình. Dạ. Anh chúc cho hai vợ chồng nghe. Sau chương trình này về, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, sẽ thương nhau nhiều hơn nữa, và đặc biệt là trong vài tháng sau là các em sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Và qua năm sau, năm mẹo, các em sẽ chào đón một thành viên mới thật là tuyệt vời, khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn anh, xin chào. Chúc hai đứa tội nguyện nha. Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Rồi lúc đó là em nghe lời suối của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay cưới hỏi hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, gọi là phổ biến những cái tục lễ đúng không, những lưu truyền lại của từ ông bà lại. Còn em dạ em xin chào mọi người, xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em. Cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Và lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Nói chung là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm 10 mấy người á. Anh muốn uống hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái? Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới, một cái là đùng, một cái là cưới thôi chứ không có yêu đương.
rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao á, với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á, tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu cũng, nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không có bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì á, trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở, mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, em xuống nhà em anh ngủ đi, chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống, cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Rồi hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Đó là em giận lắm, không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương, thôi cưới cưới đại đi, người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới, khoảng tầm 1.5 tháng. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định là mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ anh đúng. Hứa đúng. Là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng mà không? Phát hiện dạ ra không? Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. Xong rồi em giục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mặt luôn là ông biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi là lúc đó là em yêu ảnh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là 1 tháng mấy 2 tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Là bạn là đó có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi gì lúc đó thì cũng hồi hộp, cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ đúng không, nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khác. Biết sao mà chị hỏi không, là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn, là sau khi có cái chuyện kia đúng không, thành ra là thuộc là đây là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha, yêu 5-6 năm, yêu thì yêu, đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy.
hai bạn á là xuất phát từ tình bạn cũng không có yêu thương. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á là nó xảy ra một vài cái trục trặc, tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Dạng như kiểu là bây giờ cái số tiền nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn, em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy á. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Và lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em, đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ, chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ vậy, về em muốn có uống không? Không, em yên tâm đi, anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em, sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm. Ra dắt cái xe mở xe đổ xong ông đừng ông khóc ngon lành giống nít vậy á. Cái em mới thấy không ơi tội quá. Cái em nghĩ là em làm cái gì đó cho ảnh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết, em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến, đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng anh, em kêu là anh. Trời ơi, phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ. Nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn mà. Không phải, ảnh dậy. Nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á, nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Ảnh không cần biết, em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ. Em để im như vậy luôn. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Em kêu wow hôm nay có bầu rồi hả. Em có một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chín vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rẫy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều. La nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn. Mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi.
Dạ. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ là... em khui thì mới phát hiện ra thêm. Dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, à, đúng à. Rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn cái thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của anh. Là ví dụ như anh muốn em rửa chén, em sẽ đi quét nhà. Đó vậy mà kiểu nghe lời gì bảo. Ý là lúc mà cãi nhau, à, lúc cãi làm nhau sai cái lại. Đó là còn con nít đó. Hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó, đúng không nè? Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự. Cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau. Và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau. Đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động, ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa. Và em rất là ghét, em lại thích phụ nữ dịu dàng. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn. Cưới bà luôn cho rồi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà. Em mới nói là mày bị điên hả? Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy giữ nguyên những tràng pháo tay như thế này để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Lý Lâm Phong, em sinh năm 92, hiện tại em đang làm kinh doanh. Thôi mời em. Dạ em là Trần Bích Huyền, năm nay em 27 tuổi, em là thiết kế. Thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em? Dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa. Nghĩ hả? Nhưng mà hiện giờ thì em làm giáo viên dạy vẽ. À, cũng được, cũng dính à. Rồi, hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2. Thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ. Vợ rất là hiếu động, ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa. Và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Còn ảnh thì như thế nào em? Dạ là lớp 8 là em gặp chồng em, học chung lớp bồi dưỡng tin học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm. Tại vì ghét cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À cũng tăng động như cũng người ta. Cũng nhoi vậy, vậy đó. Ừ. Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Nhưng mà trước đó là chưa, mà các chưa bạn hề có dấu không hiệu có một vậy. Cái lời nguyền gì dạ. cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã rồi công việc cuộc sống rồi, thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau rồi nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi nhau một thời gian dài, cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đũa xuống luôn bàn. Ổng nói mệt quá à, cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn, phải cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà, em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại, là tỏ tình bên tô hủ tiếu. Trời đất ơi, em tỏ tình lãng nhách gì luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với dạ lúc chưa? Đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn á là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tụi chị em nghe xong cái tụi em thấy sao kỳ vậy? Kiểu em ghen á.
cái sau em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em tức quá, em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại Russ á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tự nhiên đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra mới nói là đâu đi với ai đâu. Là Russ này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Trời đất ơi. Trời ơi tỏ tình. Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá quen em đi em. Sao em? Tại em có nói không? Thôi mệt quá, tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á, tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm không có được thích nhau nha, không có được quen nhau trong nhóm, tại vì quen là lỡ chia tay rồi mất tình bạn. Ai nhà đâu là hả? Em suy nghĩ hồi thôi kệ đi. Bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á thì mình sẽ công bố cho tụi nó. Cái ai về đâu quen có 1 tháng 2 tháng nè. Thôi được rồi. Được rồi đó. Có tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó, đó, hai đó, đứa. Đó. Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôm lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn có nít á, là đi vô Đầm Sen chơi thì chơi lúc đó em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà ở đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi nhau vui vẻ rồi hôn nhau á, thì vợ em lúc đó đang có niền thì có cái mắc cài. Thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy, và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá, sướt môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niền đó, dướng niền. Sướt. Chà, cái nụ hôn mà có niền răng quá lạ. Sao cái nụ hôn đó rồi có đi đâu nữa không? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim và coi kịch, đi ăn uống gần gần, mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ thứ. Em không hiểu đi rồi. Không phải. Dạ, em không hiểu là cái cấp độ á, giống như ăn mì cai mà bảy cấp độ đó. Qua ranh giới hay không? Thì cái vụ cái nụ hôn nó là cái mới cấp độ 5 thôi. Còn cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi. Tại vì cảm giác quen bạn thân á, mà chơi lâu á, đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm, mà tụi em hay kiểu là vui quá nhưng nít vậy đó, không có quan tâm nhiều với chị. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không? Dạ không, cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu, tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu tụi em yêu với nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là dạ, tụi em 2 năm. Từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Cuối cùng suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa quá. Tới nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3 tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn, mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà. Sao quẩn nhau vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá, thân mà thân giống như trong nhà rồi. Thành ra bây giờ tự dưng là dính vô cái chuyện đó, thế là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á, đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó cũng được, cũng có cũng sao. Với cho tới khi mà sau năm thứ 2 là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có, cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu mà nó bình thường không có gì hết. Cái xong mới hỏi bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em không tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn rồi cái tần suất nó đều đặn hơn thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa, hay là nó vẫn như những hồi năm rồi là có không được, không có cũng được, cũng vậy thôi. Cũng vậy rồi hả? Vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài hay sao á. Rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm rồi, yêu nhau là 2 năm, rồi cưới nhau được 5-10 tháng đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia
vô cái cuộc nói chuyện chung, nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong rồi ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạc quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á, là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á, là tối về thay đồ á, là thả hết trong phòng. Nói nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa? Sau rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc, thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi một lần, chưa hỏi hai ba lần, tối hỏi thêm vài lần, chuẩn bị đi trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm lần nữa, cứ hay quên vụng về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn, thì làm rất là đẹp, rất là ngon, mà không hiểu sao từ ngày cưới về á, lúc nào cũng làm thất bại. Ồ, vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ, trực tiếp em nhìn luôn á vậy. Ồ, vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhà về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không, mà thất là bại. Không làm thất bại. Ủa, lạ vậy? Có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Ồ, vậy đó hả? Rồi, còn tật xấu gì nữa? Dạ, đi chơi với em chồng á, thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng em về với anh liền à, anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không gọi là không về luôn. Đi chơi quên giờ giấc. Tham chơi. Rồi cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? À, người quản lý chi tiêu là em. Mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á thì em, người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em, vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài. Thì vợ em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm. Mà vợ em vẫn còn thì em nghi ngờ, thì mới mở cái bóp ra, chỉ còn 15.000 mà toàn 1-2.000. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy, cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không quan tâm luôn. Và em cứ nghĩ là ủa, còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn hả? Dạ đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số, em đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền, cứ nghĩ là chắc mình không xài sướng mà. Thôi kệ vậy đi, ông chồng giống như ông bụt. Ừ. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Dạ giờ em rất là ghen, chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn đường á, thì cứ sẹt cô gái đi ngang qua, thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải giải thích. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á, thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z, không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. À, mà kể đi kể lại. Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó đi chen vậy. Dạ, đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn trong gì? À, nghiêm túc hơn với em á, bớt nhai nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhai nhua. Lầy á hả? Dạ, giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm á, thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ, nghiêm túc rồi chị. Dạ, tụi em nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó, nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi. Thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà. Mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ. Hiểu tận không? Hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Em cảm ơn chị Hồng Nguyễn. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Cảm ơn Quốc Thuận. Rồi xin chào hai em.